ra cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phân Thân Tập Hội phẩm thứ hai, một hóa thân cùng nguyên thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp đại cung trời đau đời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chúng nghiệp tạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muôn ức Na Do Tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp nâu xa đến nay chôn ăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm nghỉ, giờ lòng từ bi lớn và thuệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến cung trời đau nổi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai Đức Như Lai an ủi ủy thác, bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, mà dạy rằng ta ở trong đời ác vô trực giáo hóa những chúng sanh căng cường, như thế làm cho lòng chúng nó điều phục của ta về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quên theo tánh ác, muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng đẹp nghe pháp của ta thời niên tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh, mỗi mỗi xe khác như thế, hoặc hiện ra thân cha, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni yêu bà tắc ư và di, nhân đến hiện ra những thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân phận hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn đổ thoát những chúng sinh căng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế, ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự trong khổ thời, ông nên nghĩ nhớ ở ta cung chữa đau nợ ân cần phó trúc đêm mà độ gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bàn hãy đến lúc Phật di lạc ra đời điều động giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật được Đức Phật tổ khí. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, lời nệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa cho thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm chung quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sinh tử hưởng vô niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mái lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích nữa. Cứ mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng.